Chào mừng quý vị trở lại với Laden Vlogs USA Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Laden Vlogs Xin hãy nhấn nút subscribe hay là nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Laden nhé Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Laden có video mới Laden xin cảm ơn quý vị rất nhiều Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay 2 tháng 7 năm 2021 Lê Đinh xin gửi đến quý vị hai bản tin chính sau đây. Một, kết quả của buổi rút thăm trúng thưởng kỳ nghỉ trong mơ ở tiểu bang California. Sáu người trúng thưởng đang sinh sống tại những quận hạt nào? Bản tin thứ hai, Cali chính thức áp dụng 8 luật mới vào ngày 1 tháng 7 năm 2021. Những luật này có ảnh hưởng gì đến đời sống của quý vị? Sau đây, Lê Đinh xin mời quý vị cùng theo dõi phần tin thứ nhất. 6 người trúng giải thưởng kỳ nghỉ trong mơ đang cư ngụ tại những quận hạt nào? Vào ngày hôm qua, 1 tháng 7 năm 2021, tiểu bang California đã tiến hành rút thăm 6 giải thưởng cuối cùng có tên kỳ nghỉ trong mơ. Trong chiến dịch khuyến khích người dân của tiểu bang chích vaccine ngừa COVID-19. Trong 6 người may mắn được trúng giải thưởng này, có 4 người đang cư ngụ tại vùng Bay Area một người là cư dân ở quận hạt San Mateo, một người khác ở quận hạt Contra Costa, người thứ ba ở quận hạt Alameda và người thứ tư ở San Francisco. Một số khán giả của Lê Đinh đang ở quận hạt Alameda. Quý vị đã nhận được điện thoại của Sở Y tế hay chưa? Nếu như quý vị là người may mắn được trúng giải thưởng này, quý vị hãy cho Lê Đinh đi chơi ké với nhé. Người trúng thưởng thuộc quận hạt San Mateo nhận được một chuyến du lịch đến Anaheim, bao gồm vé đi Disneyland và những hoạt động vui chơi khác tại miền Nam California. Người thắng cuộc thuộc quận hạt Contra Costa được một chuyến du lịch đến Los Angeles. Người nhận được giải thưởng là một chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Palm Springs, là cư dân của quận hạt Alameda. Người thắng được giải thưởng du lịch đến San Diego, tham quan Sea Walk và San Diego Zoo là cư dân của quận hạt San Francisco. Hai giải thưởng còn lại bao gồm một chuyến du lịch tham quan San Francisco và một chuyến du lịch đến vùng biển San Diego thuộc về hai cư dân ở Orange County và Santa Cruz. Ngoài việc được đài thọ chi phí ăn, ở và giải trí, mỗi người trúng thưởng còn được tặng thêm 2.000 đô la để tiêu dùng. Quý vị thân mến, sau đây Lê Đinh xin chia sẻ với quý vị 8 luật mới mà tiểu bang California bắt đầu áp dụng vào ngày 1 tháng 7 2021. Thứ nhất là lệnh cấm có liên quan đến việc mua súng tại tiểu bang California. Lệnh cấm của California đối với việc mua nhiều hơn một khẩu súng ngắn trong thời hạn 30 ngày đã được mở rộng sang việc cấm mua một khẩu súng trường bán tự động trong vòng 30 ngày. Tức là lúc trước California chỉ cấm quý vị không được mua hai khẩu súng ngắn trong khoảng thời gian ít hơn 30 ngày. Nhưng lệnh này không áp dụng cho các loại súng trường bán tự động, tức là quý vị có thể mua trong khoảng thời gian ít hơn 30 ngày cũng được. Còn bây giờ, bắt đầu vào ngày 1 tháng 7, khi quý vị mua súng trường bán tự động, quý vị cũng phải chờ một khoảng thời gian là sau 30 ngày, quý vị mới mua thêm được một khẩu súng thứ hai. Thứ hai là luật có liên quan đến student loan. Theo luật này Tiểu bang sẽ đưa ra các biện pháp bảo vệ mới đối với những người sinh viên vay tiền, bao gồm việc chỉ định một nhân viên thanh tra các khoản vay tiền của sinh viên để xem xét các khiếu nại từ những sinh viên, điều tra bất kỳ hành vi lừa đảo hoặc không công bằng nào và cung cấp các hình thức giám sát khác. Thứ ba, áp dụng vĩnh viễn luật Laura là luật có liên quan đến những người mắc bệnh tâm thần. Luật này cho phép tòa án có quyền tống đạt bắt buộc những người bị bệnh tâm thần nặng phải điều trị. Luật này được ban hành vào năm 2002. Luật này được đặt tên là Laura theo tên của một nữ tình nguyện viên 19 tuổi tại một bệnh viện tâm thần ở Bắc California. Cô này đã bị bắn chết bởi một người đàn ông bị bệnh tâm thần đã từ chối điều trị. Luật thứ tư có liên quan đến việc vừa lái xe vừa gọi điện thoại hoặc là vừa text. Theo luật mới của California từ sau ngày 1 tháng 7 năm 2021, những ai vừa lái xe vừa cầm điện thoại trên tay để nói chuyện. Nếu bị phạt thì ngoài việc phải trả tiền phạt còn bị cộng điểm vào trong hồ sơ của người lái xe. Hình phạt tính điểm này sẽ được áp dụng nếu như người lái xe vi phạm lần thứ hai cùng một lỗi trong vòng 36 tháng. Điều này có nghĩa là nếu trong vòng 36 tháng mà người lái xe đó bị vi phạm 2 lần, tội vừa lái xe vừa nói điện thoại thì lần thứ hai người đó sẽ bị ghi một point vào trong hồ sơ lái xe của mình. Người nào bị nhiều point trong hồ sơ lái xe thì người đó có thể sẽ phải đóng tiền bảo hiểm xe cao hơn hoặc sẽ bị lấy bằng lái nếu như số lần vi phạm quá nhiều. Theo California DMV, nếu người lái xe đó bị 4 điểm trong vòng 12 tháng, 6 điểm trong vòng 24 tháng, 8 điểm trong vòng 36 tháng, Người đó có thể sẽ bị lấy bằng lái. Thứ năm là luật tăng giá xăng. Đây là luật đã được California thông qua vào năm 2017 cho phép chính phủ California được tăng thuế xăng dầu hàng năm và điều này đã khiến giá xăng mỗi năm mỗi tăng. Hiện nay, người lái xe ở tiểu bang California đang phải trả hơn 51 cent tiền thuế cho một gallon xăng. Việc này đã khiến tiểu bang California trở thành một tiểu bang duy nhất có giá xăng dầu cao nhất và đánh thuế xăng dầu cao nhất trên nước Mỹ. Luật thứ 6 có liên quan đến những gia đình bị mất tài sản trong những vụ cháy rừng ở tiểu bang California. Trong luật này sẽ có những điều khoản để giúp đỡ những chủ nhà bị mất tài sản trong các vụ cháy rừng của tiểu bang California khi tiểu bang California tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Nếu những hộ nào bị mất mát tài sản trong khoảng thời gian này sẽ được nhận những khoản bảo hiểm về chi phí sinh hoạt. Luật thứ bảy có liên quan đến các nhà tù của thanh thiếu niên. Theo luật mới của tiểu bang, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, ba trại giam thanh thiếu niên của tiểu bang California sẽ ngưng nhận những hồ sơ mới và sẽ đóng cửa hoàn toàn vào năm 2023. Luật thứ 8, ngoài các khoản tăng về thuế xăng dầu và giá xăng dầu, Thuế mua sắm tại một số quận hạt của tiểu bang California cũng sẽ bị tăng. Nhiều thành phố và quận hạt ở vùng bay đã bắt đầu thấy có sự tăng thuế mua bán vào ngày thứ năm hôm qua. Thuế mua bán hiện nay ở San Francisco là 8.6%, ở quận hạt Santa Clara là 9.1% và ở quận hạt Alameda là 10.25%. Ở một số nơi của các thành phố Alameda Albany, Hayward, Newark, San Leandro và Union City đã tăng thuế mua bán lên 10.75%. Quý vị thân mến, quý vị có thấy những luật mới này của tiểu bang California có ảnh hưởng gì đến đời sống của quý vị hay không? Đối với Lê Đinh, Lê Đinh thấy có một số ảnh hưởng đến với đời sống của mình, đó là sự gia tăng về tiền thuế xăng dầu, tiền thuế mua sắm và cả giá xăng nữa trong các luật mới này của tiểu bang, quý vị ủng hộ luật nào và không ủng hộ luật nào. Xin quý vị nhớ để lại những chia sẻ của mình ở phần bình luận nhé. Quý vị thân mến, Lê Đình hy vọng video này mang đến những thông tin hữu ích cho quý vị. Lê Đình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị nhiều video hữu ích khác với nhiều đề tài khác nhau cho nên nếu như quý vị chưa nhấn nút subscribe xin quý vị hãy nhấn nút subscribe và đồng thời hãy nhấn nút chuông để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi lê đinh có video mới lê đinh xin cảm ơn quý vị rất nhiều trước khi tạm biệt lê đinh xin chúc quý vị và gia đình lúc nào cũng luôn vui vẻ mạnh khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo